Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay giới thiệu tới anh em một bầy chó Phú Quốc con 50 ngày tuổi. Giới thiệu anh em xem chơi thôi. Bầy này chưa muốn bán anh em nhé, vì mới chích có một mũi thôi, đang còn hơi bé. Nhưng mà cứ quay lên đây, nếu anh em nào thích đặt cọc trước thì mình cũng sẵn sàng anh em nhé. Đây anh em xem này, những cặp mắt rất là đẹp, cái có được có đầy đủ hết. Em vàng duy nhất trong bầy này là em được anh em nhá. Em vàng duy nhất này là em được này. Em vàng được này. Có mấy em cái mặt mũi rất là đẹp. Em ngoài này là được này. Em bé này là cái này. Đấy, anh em xem chơi. Biết đâu được anh em nào có duyên thì có thể là cọc trước nhá. Chích đủ 2 mũi rồi sẽ xuất anh em ạ. Mặt mũi khá là đẹp, khá là đều, tai đã lên hết rồi. Cái được đầy đủ anh em nhé. Anh em xem nếu có nhu cầu về con giống, chó giống này. Mình muốn là để thời gian khoảng chừng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng cho nó lên tai, cứng cáp, thay hết lông đẹp, rất ok thì bán về anh em nuôi cho ok luôn này. Thôi cứ quay lên giới thiệu để anh em xem chơi nhá. Nếu anh em cảm thấy ông gửi cho theo số điện thoại mình để bên dưới alo cho mình. Em vàng đực này rất là đẹp, xoáy dài, đuôi cung, lông mà đẹp nhá. Đấy, nó nhoi giết hết cả bài. Anh em xem chơi nhá, cái đực đầy đủ anh em nhá. Ui. Đấy, em đực vàng này. Được vàng, mặt mũi rất đẹp. Nhiều quá, rất là tài. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.